Rồi, tới đã đến giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi webinar nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn, mình là Thái Dương. Mình hôm nay sẽ tổ chức cái buổi webinar tiếp theo trong cái series chuỗi webinar về cầu, các cái thiết kế triển khai về cầu. Thì hôm nay sẽ là buổi thứ tư và nội dung của chúng ta sẽ nói về phần triển khai cốt thép cho cầu. Qua các buổi lần trước là về dựng mô hình rồi các cái chức năng đặc biệt về smart placement, địa hình vân vân. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào nội dung về cục thép. Và đây là mình Thái Dương. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào phần tạo thư viện cần thiết trước khi có được một cái mô hình cục thép. Thì nội dung của chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Thư viện cần thiết thì bao gồm những điều gì? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tạo cài đặt option hiển thị trong online, và chúng ta sẽ nó bao gồm là những cái phần về thiết lập nhãn, nhãn cho cốt thép, rồi hiển thị cốt thép. Đấy, và những cái thông số thiết lập khác về mặt hiển thị. Đó là về option. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ thiết lập thông số đầu vào cho loại thép. Thì đương nhiên rồi, không phải bắt buộc ở một tất cả những cái dự án đều phải dùng một loại thép. Thì chúng ta có thể tùy chỉnh thêm và tạo mới cái danh sách cốt thép này, danh mục cốt thép để cho nó phù hợp với từng yêu cầu của dự án khác nhau. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn có những cái ký hiệu cao độ, rồi những cái nhãn hay là những cái hatching vẫn bề mặt đặc biệt, ký hiệu đặc biệt mà online nó chưa hỗ trợ. Thì phần mềm này cũng vậy, nó sẽ có một số thiếu sót. Thì những cái phần này thì chúng ta sẽ tạo ra và lưu lại trong gọi là label, quy dạng. Đó là những cái bản gọi, các bạn có thể gọi đó là thư viện cho những lần sau. Rồi, đầu tiên thì chúng ta đến với phần cài đặt option hiển thị. Option hiển thị thì nó sẽ có 3 phần chính. Các bạn sẽ điều chỉnh hiển thị nét cốt thép trong 2D và 3D. Thì các bạn có thể thấy mình đã đánh số thứ tự rồi. Các bạn mở cái thanh lệnh công cụ option lên. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh hiển thị về ví dụ như dạng cái đường, cái cốt thép sẽ là đường nét double line, là đường đôi, hay là cái dạng là đường fill. Rồi cái mặt cắt ngang của cái thép á, nó sẽ có dạng là hình hình tròn hay là hình lục giác vân vân. Rồi trong 3D thì những cái chỗ bè uốn thép thì nó sẽ có hình dạng là uốn cong hay là có dạng là chia nhỏ, thì thuộc vào chúng ta. Rồi phần thứ hai là chúng ta sẽ thiết lập nhãn cho cốt thép. Ví dụ như một cái tắc thép thì chúng ta sẽ thể hiện thứ tự những cái thông số nào, rồi cái nào trước cái nào sau, sắp xếp như thế nào. Thì các bạn chọn vào một reinforcement để đánh thiết lập lại nhãn. Rồi ngoài ra là còn có một số như là màu sắc đường nét cho thép, thì chúng ta cũng dùng chỗ này. Rồi cái thứ ba cũng không kém phần quan trọng mà trong cái việc mà ngoài việc thể hiện thép, thì chúng ta còn có thống kê cái khối lượng cục thép. Đây là điều quan trọng. Thì chúng ta sẽ thiết lập để cho phần mềm nó dựa vào những thông số này nó sẽ tính. Ví dụ như chúng ta thiết lập là tiêu chuẩn thiết kế, rồi loại cường độ bê tông, rồi thì đến chiều dài tối đa của thanh thép và chiều dài tối thiểu của thanh thép. Thì cái này rất là hay gặp trong cái bản vẽ Sub-Ruin. Chúng ta phải dựa vào cái chiều dài lớn nhất, ví dụ như 11,7 m, quá chiều dài đó nó sẽ tự cắt, rồi nó sẽ nói tiếp theo. Rồi một ví dụ khác như là để tính cái chiều dài của cái một thanh thép gồm nhiều đoạn, nó sẽ cộng theo kiểu là cộng từng đoạn, rồi hay là cộng theo một cái tiêu chuẩn đặc biệt khác, có tính cái chỗ đường uốn cong, rồi làm tròn như thế nào, đó, vân vân. Rồi cái bảng thống kê nó sẽ hiện dạng là các cái kích thước
ngang dọc hay là cái kích thước góc nó vân vân. Đó là những cái thiết lập ban đầu trong cái option. Thì mình sẽ mở lên và ví dụ với các bạn như sau. Thì đây là các bạn nhớ lần trước thì chúng ta đã import từ cái mô hình online grid đã có với chức năng này và import từ đây và cập nhật dữ liệu ở đây. Đó, chúng ta sẽ có được cái mô hình gồm nhiều thành phần. À, ở đây là một mà mình link lại các cái bảng tạo thành là cái mô hình tổng thể có các cái đường đường dẫn luôn. Thì đây option đó, các bạn mở lên đó, như mình nói lúc nãy thì những cái điều quan trọng nhất á chính là về cốt thép. Thì cốt thép ví dụ như là bê tông cường độ rồi chiều dài lớn nhất đó đây rồi rồi thì chiều dài lớn nhất cho thép tròn, thép thẳng, thép đơn đó. Có ngoài ra có thép lưới nếu cần. Đó, representation đây, đó hiển thị trong 3D. Đó, những cái uốn cong nó sẽ vuông hay là tròn. Rồi dạng những cái dạng này fill cho cốt thép hay double line cho cái đường cốt thép trong cái mặt bằng cắt mặt đứng. Rồi ở đây đó đó là những cái hiển thị cơ bản. Label đó, là những cái thay đổi cái nào trước cái nào sau như mình cũng muốn. Cái nhà này là nhãn nè, đây là cái mát thép rồi số lượng thép number of piece đó, số lượng thép như đây tắt đi thì ẩn đây còn hiện là tích lên và ra nó còn thêm một số cái additional test thêm vào vân vân. Đây đường kính đó. Các bạn có thể thấy mesh schema đây. Đó, như mình nói cái này là sẽ ảnh hưởng đến việc tính cái chiều dài, thống kê chiều dài, làm tròn tiêu chuẩn rồi như này. Này bảng thống kê cuối đó là cái này là có quan trọng. Sau khi thiết lập xong thì bạn ok hoặc là lưu lại rồi load lên bằng cái việc nhấn vào đây. Thì mình đã có nhiều nhiều cái video hướng dẫn về điều này rồi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với thiết lập thông số đầu vào thì nó bao gồm là các cái đường kính rồi tên cái loại thép rồi thông số cho từng cái đường kính đó. À. Thì các bạn sẽ nhập vào. Đây. Này, ví dụ hình này thì chúng ta mở default như vậy. À, rồi các bạn chọn vô cross. Đây, đây là những cái loại thép khác nhau chúng ta sẽ nhập vô. Ví dụ như thép H. Tùy cái này tên nên mình đặt bất kỳ theo đúng cái tiêu chuẩn mong muốn. Này, đó. Ví dụ đây là nếu bạn có đôi khi nó không có cái đường kính 14 hay là 28 là mình trực tiếp mình thêm vô đây. Nhấp vô mình thêm. Ở đây bạn lưu ý là comment với lại đường kính thì nó khác nhau, nó phân biệt, nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà gắn nhãn thép. Ví dụ như chỗ này mình đã phải đánh là dạng string là dạng chủ chữ luôn. Đó, mình phải đánh đánh vào đây. Mình đánh gì cũng được, mình đánh để nó gợi nhớ. Đó, mình hoàn toàn có thể đánh như thế này. Đó. Ok.
Rồi, đâu. Đó, à, chúng ta đã có cái danh sách cốt thép với cái thông số của nó. Đó, rất là đơn giản. Rồi, tiếp theo thì chúng ta đến với việc tạo những cái ký hiệu đặc biệt, những cái chữ test, rồi đường kích thước thiết lập riêng, rồi kích thước cao độ vân vân. Đó, nó bao gồm những cái đó. Và chúng ta sẽ tạo cho từng loại tỷ lệ, từng loại bản vẽ mà chúng ta cần hay sử dụng. Rồi chúng ta lưu lại trong wizard ở library, ở cái thẻ các cái thanh quản lý ở bên trái. Đó, chúng ta tạo. Ví dụ như sau. Đó, thì chúng ta sẽ ví dụ vào một cái dự án khác. Do kết nối dự án rồi. Đây, ví dụ. Dự án này. Này. Đó, thì chúng ta sẽ tạo những cái đối tượng của mình. Đó, rồi mình đặt vô các cái thẻ này. Đó, đặt vô. Để xem nó nằm ở đâu. Đây, building structure của một dự án, ví dụ như đây. Như vô template cột. Đó, mình tạo những cái đối tượng theo từng cái tỷ lệ cho nó phù hợp. Đó, mình gom lại một chỗ cái bảng tỷ lệ 100%. Đó, ví dụ vậy. Đó, sau đó thì mình lưu lại, lưu với dạng wizard. Đó, như thế này. Đó, thì các bạn chọn vào cái thư mục Office, Private hay là Project. Nó đặt chung trong Office, là chung cả một cái công ty, hay là đặt riêng máy tính cá nhân. Đó, thì để vào đây, hoặc là chỉ dùng cho dự án này. Đó, thì đưa vào ba cái thư mục này. Rồi sau đó chúng ta sẽ đặt lưu lại với cái tên đó. Đó, lưu lại. Nó lưu lại rồi xong là nó sẽ tự động nó đưa vào đây cái nhóm như này, vô đây móng này, các cái tỷ lệ khác nhau, cột, tường, mình đã ghi chú hết rồi, sàn, đây mình tổng quát luôn cả dân dụng lẫn cái hạ tầng đây. Rồi cầu thì chúng ta dùng những cái tỷ lệ này, dù cầu. À, những cái từ, những cái chữ như thế này, đường nét như thế này. À, những cái nhãn nó sẽ ra như thế này mới đúng. Như vậy. À, rồi một số cái đường đêm kích thước đây, những cái này sẽ ảnh hưởng về sau khi mà trình bày bản vẽ thì mình sẽ giới thiệu trước để cái buổi webinar về trình bày bản vẽ thì nó kỹ hơn sử dụng những cái này. Đó, à, như vậy. Rồi, tiếp theo. À, rồi đến cái phần quan trọng tiếp theo là các cái mặt cắt để trước khi chúng ta mô hình cốt thép thì những cái mặt này là những cái mặt phẳng cắt qua những cái vị trí để đặt cái mặt thép vô để cho cái cốt thép chúng ta đặt vị trí chính xác hơn. Thì ở đây chúng ta có hai loại là mặt cắt ngang qua cầu với lại mặt cắt dọc trục cầu cho dù cầu nó có cong đến cỡ nào. Thì chúng ta sẽ hay sử dụng nhất là mặt cắt cắt ngang. Sẽ nói qua về cái việc này thì chúng ta sẽ có các cái loại mặt cắt và điều chỉnh hiển thị như sau. Chúng ta thông dụng nhất là hai loại này, đó là mặt cắt loại view về sắc xanh và loại mặt cắt reinforcement view. Ở đây là hai cái cửa sổ hiển thị cho các bạn thấy, hai cái này đều có thể tạo được cái mặt cắt liên kết với đối tượng. Khi đối tượng thay đổi thì nó sẽ cập nhật thay đổi theo, nhưng mà nó sẽ có một số khác nhau. Ví dụ như là cái loại mặt cắt view and section á, kiểu một á, là cái hình bên phải cùng này thì chúng ta có thể cắt
liên kết đến những cái tệp khác, mặc dù chúng ta đang ở cái bản vẽ này. Nó sẽ các cái raw file này là nó sẽ liên kết với những cái bản vẽ khác được, mình có thể chỉ định trực tiếp không cần phải mở bản vẽ lên link qua đó. Rồi ở đây ở giữa là cái phần cái loại thông số của reinforcement view, thì nó có thể thiết lập trực tiếp tất cả các thông tin nó hiện lên luôn như vậy. Ở bên view section thì muốn điều chỉnh thành phần nào thì nhấp vào đó, nó phân loại ra, chắc cũng tương tự nhau. Rồi cách làm việc của nó thì ở đây mình sẽ giới thiệu cách làm việc của nó như sau. Thứ nhất là loại thì mặt cắt hai loại luôn, thì nó sẽ có giống nhau một cái cách, đó là cái cách mà cắt một bản vẽ tại chung với bản vẽ rồi mô hình rồi cốt thép hay là mặt cắt nó chung á, thì mình không nói rồi. Thì còn cái này á, là chúng ta phải chia bản vẽ ra. Cái cách này thì nó sẽ ưu điểm được một cái là tất cả các thông tin của dự án, mô hình, này, các cái cấu kiện nó đều là duy nhất, cho nên là chúng ta chỉ tạo mặt cắt, chỉ xem nó đến nó thôi, tham chiếu đến nó, những cái đối tượng đó thôi, chứ không phải tạo ra là trung lập lại. Nó rất có ý nghĩa về cái việc quản lý đối tượng. Đó, thì ở đây một cái mô hình cơ sở, rồi về cái drawing 1 thì chúng ta đặt mô hình, các cấu kiện. Drawing 2 thì đặt cốt thép, qua drawing 3 chúng ta sẽ cắt mặt cắt cho đến drawing file N, vân vân. Thì khi mà trình chiếu bản vẽ thì chúng ta chỉ cần link vào cái đối tượng cái bản vẽ mà mặt cắt thôi. Đó, nó sẽ tạo được, mặc dù những cái bản vẽ mặt cắt này nó không có cái đối tượng mô hình trong đó, vẫn chúng ta vẫn có thể hiện được. Rồi cái cách thứ hai, thay vì như lúc nãy là toàn bộ là nằm bên building structure, thì chúng ta có cái mục bên phải là derive from building structure, thì bản chất cũng như vậy thôi, nhưng mà chỉ khác là đặt cái mặt cắt qua bên phải để chúng ta không có nhầm lẫn giữa hai bên, nó sẽ gọn dễ phân biệt hơn. Và cái cách này chỉ thực hiện được cho view and section bằng cách sử dụng clipping path. Nếu chúng ta sử dụng cái cách lúc nãy mà link vào thì cũng được, nhưng mà không cần sử dụng clipping path. Cách này chúng ta sau đó cũng chỉ cần link vào cái bảng mặt cắt thôi, thì chúng ta có thể tạo cái bản vẽ bên layout. Còn cái này là về điều chỉnh hiển thị. Điều chỉnh hiển thị chúng ta nói về kiểu reinforcement view, thì chúng ta sẽ thiết lập về cái hiển thị mặt mặt các cái mặt vật liệu cắt qua, rồi các cái đường nét cắt qua của cái biên của cái đối tượng đó. Rồi trên mặt cắt thì chúng ta sẽ có các cái ký hiệu mặt cắt. Đó, mình nói như vậy là các bạn có hình dung rồi. Ví dụ như màu sắc, vật liệu hát hiển thị tùy theo cái điều chỉnh của mình, thì mình giới thiệu qua thôi. Thì mình đã có những cái buổi nói cụ thể về những mặt cắt này, các bạn tìm hiểu thêm. Tiếp theo là về cái loại mặt cắt view section, thì nó cũng tương tự ở đây, nhưng mà nó phân ra khi mà bạn nhấp vào hai cái biên của mặt cắt á, nó có hai loại là đối tượng mặt cắt và đối tượng clipping path, là đối tượng vùng vùng cắt, phạm vi vùng cắt, nó hai đối tượng vậy thôi. Cái mặt cắt là cái hiển thị chỉ kết quả mặt cắt. Đó, thì chúng ta sẽ điều chỉnh hiển thị tương tự như nhau, nhưng mà chỉ khác là mình lưu ý là view section là nó có thể chỉ định nhanh chóng đến cái bản vẽ nào, nó cắt qua bản vẽ nào nó hiển thị lên luôn, nó không cần mở cái building structure lên. Rồi trước khi qua cái phần cốt thép thì mình cũng mở các bản vẽ lên, mở cái file lên để hiển thị cái mặt cắt cho các bạn xem qua.
Thì đây là cái mô hình, thì chúng ta click vào đây. Đây, cái đoạn mà khi mà import online read qua thì nó sẽ là nguyên cái phần này, là cái tên cái dự án. Thì chúng ta sẽ tạo tương tự ra một cái building structure về cốt thép. Rồi bên phải đây nó có mặt cái chỗ để đặt mặt cắt, rồi mình đặt luôn ở đây. Đó. Cho nó gọi dễ phân biệt, bên phải là để mặt cắt. Rồi, ví dụ như cốt thép thì chúng ta chia nhỏ các cái phần ra, rồi phải chuột vô nó tạo cái structural level nhỏ hơn, rồi sau đó assign rowing vô, gắn mấy cái bảng về vô. Support rồi dầm ngang à, móng thì có phần bicap với lại bo bai rồi dầm 38 mét rồi ví dụ các loại dầm khác vân cái đốt dầm rồi cái trụ cầu rồi mố cầu à, như vậy những cái đối tượng đó. Đó thì bên đây là các cái mặt cắt tương ứng thì chúng ta sẽ tạo theo cái cấp như vậy, cứ phải chuột vô tạo cái structural level nhỏ hơn, cấp cấu trúc nhỏ hơn, rồi sau đó gắn cái bản vẽ vô đó, như vậy đó. Thì khi mà thực hành ví dụ như chúng ta đầu tiên là phần về cọc đi, thì chúng ta sẽ chọn như thế này, ví dụ như đây ví dụ như là T3, T3 thì chúng ta gắn vô cái bảng cái xanh này bài T3 đây vậy T3 rồi như vậy thôi. À, còn mô hình thì chúng ta sẽ mở mô hình lên, chúng ta tắt hết đi, chúng ta chỉ hiện cái phần liên quan đến cọc thôi. Đó, mình chọn vô thứ ba như vậy. Đó. Rồi sau đó close. Hai cái phần xem. Các bạn mở lên như vậy. Rồi mình sẽ nói tiếp như vậy. À, thì mở cái tab object lên sẽ có các cái đối tượng. Đây. Đây là chúng ta mở các cái đối tượng này. Này nằm ở đâu vậy? À, đây. Đó, đây là cái phần cọc thôi. Chúng ta sẽ tiến hành vẽ thép cho các cọc dưới đây. Rồi về phần thép cho phần móng gồm bao gồm cọc khoan nhồi, đại cọc, trụ cầu đó. Thì các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có thể dựng được bằng những cái công cụ cơ bản trong có sẵn trong online engineering, rồi mình dựng cái các cốt thép này là nhanh, và hơn nữa là những với mô hình này thì nó không có quá nặng. Nó bao gồm 3 phần. Rồi đầu tiên là về cọc khoan nhồi, thì để cho đơn giản thì chúng ta sẽ đầu tiên là liệt kê các loại thép cơ bản trong cái cọc khoan nhồi. Thì chúng ta biết rằng trong cọc khoan nhồi thì sẽ có những loại thép như là cốt thép dọc, là thép đứng, thì chúng ta sẽ chia thành đương nhiên là cái cọc rất dài, chúng ta phải chia đoạn nối từng từng cái từng đoạn thì từng đoạn đó nó sẽ ghép thành một cái lồng thép. Rồi chúng ta sẽ thi công theo lồng thép đó. Đó là cái thép dọc để dọc theo cái chiều dài của cọc. Rồi ngoài ra thép lò xo, chúng ta sẽ vẽ cái thép lò xo vòng quanh cái cọc. Rồi đến thì chúng ta sẽ vẽ cái thép tròn ở thép vòng để cố định định vị cái các cốt thép của chúng ta.
Rồi về đại cọc thì đại cọc á thì theo thiết kế chúng ta cũng vốn dĩ giống như là đại cọc trong dân dụng thôi, nó như là một cái khối khối hộp, thì đôi khi nó sẽ có cạnh vác, thì cái này sẽ có cái thép biến thiên biến đổi theo cái chiều cái mặt xiên đó. Đó, một số thép như vậy bao gồm thép lớp dưới hai phương, thép lớp trên hai phương, rồi thép thép biên ở mặt bên. Rồi ngoài ngoài ra sẽ còn có những cái thép về là thép thép chân chó để đỡ giữa mặt lớp các cái lớp thép trên và lớp thép dưới, vân vân. À, như vậy. Rồi đến cốt thép trụ thì cốt thép trụ của chúng ta sẽ có các cái phần về như là thép ngang, là cái thép các cái thép như là thép vòng ở biên của trụ nè. Rồi thép đứng để vai trò chính của cái cấu kiện trụ chính là chịu lực dọc, nên là sẽ đương nhiên là sẽ có thép đứng. Đó, thép đứng này sẽ chịu lực dọc. Rồi nó sẽ có, nếu mà kết nối trực tiếp với khối dầm hộp ở trên thì nó sẽ đưa thép chờ lên như thế này. Rồi chúng ta sẽ có như vậy. Đó là ba phần chính về cọc khoan nhồi, về trụ cầu, với lại về đại cọc. Thì ở đây chúng ta sẽ quan sát bên Olay Engineering xem nó thực hiện vẽ cốt thép dễ dàng như thế nào. Đây, ở đây là có sẵn các bản thống kê rồi. Xóa đi. Đó, này là mình cắt sẵn này. Đấy, như vậy đây. Chúng ta sẽ thể hiện mờ đi để thấy rõ cái cốt thép. Đó. Đó, cục thép là có sẵn đây, như này. Rồi cái cách vẽ như thế nào thì chúng ta có thể đây, nếu mà có cái cọc này đã vẽ rồi thì mình sẽ mở cái cọc khác để chúng ta có thể dễ quan sát hơn. Bye. Ở đây T1 T6 thì chúng ta không mở trụ T3 mà mở trụ T1 T6. Đó, cốt thép về nó sẽ đặt vô đây. Đó là mình đặt tên. Như vậy nè. Rồi xem cái trụ T1, T6 của mình nó nằm ở đâu. À, chúng ta quan tâm cái phần ở dưới đây thì các bạn sẽ thể hiện như sau. Cũng như mình ẩn các cái đường này đi, cái khối này thì chúng ta quan tâm đến là
này à, ở cái phần trên đi đây. Đó, hiện cái này lên để quan sát. Rồi, trên mặt bằng thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây. Vậy, chúng ta nhanh chóng tạo mặt cắt. Chúng ta đang ở bảng mặt cắt thì mình tạo nhanh. Xuyên như vậy. Giống như cần tạo cho thằng cọc này. Chúng ta chỉ cần quét qua cái cọc đó thôi và nhìn phía nào cũng được đây, rồi chọn như vậy. Hả? Rồi chúng ta sẽ tích vào đây, nhớ bung ra toàn bộ chiều dài nó cho nó dễ dàng thực hiện hơn. Rồi cắt một số mặt cắt phụ. Đây. Ta đặt vào. Đó, thì đây có thể đặt cái tên cho nó. Cắt nè, như vậy nè. Vâng. Cái việc mà hiển thị đó, chúng ta sẽ bàn sau. Quan trọng là bây giờ đúng cốt thép cái đã. Rồi tiếp theo, như mình đã nói lúc nãy, chúng ta sẽ dựng các cái tạo cái loại cốt thép. Đầu tiên sẽ là cốt thép lò xo. Đây, chọn vào các cái thanh lệnh về để dựng cốt thép. Để đây có hai loại, mình chọn lò xo. Nó sẽ hỏi tạo trục. À, quên. Các bạn vào cái chuyển qua vẽ thép thì vào thép để vẽ, này là mặt cắt để tham chiếu thôi. À, như vậy. Này như là nó sát quá, nó kéo ra. À, như vậy đó. Chúng ta tạo thép này. Rồi, bạn chọn đường kính cho phù hợp ha, lớp bê tông bảo vệ cho phù hợp ha. Rồi các thông số này thì chút nữa mình nói sau. Đầu tiên là tạo trục xoay cho lò xo, nhấp vào trung điểm của cọc. Đó, rồi tiếp tục là outline của lò xo, tức là cái đường biên mà lò xo không được vượt qua. Hắn cứ nhấp vào đường biên như thế này, rồi nhấn EC. Rồi tiếp theo là nhấp vào tâm của lò xo. Rồi tương đối là bạn nhấp vào cái tâm của nó. À, nó báo tức là cái cọc này quá lớn, chúng ta phải chỉnh option lại một tí. Đó là vị trí của ở đây. À, bạn chỉnh nhỏ lại như là 80 thôi. Rồi chỉnh lại nè.
Thì thông thường là cho một cái cọc thì chúng ta sẽ chia cái lò xo này theo cái lồng thép. Ở đây thì mình tạo luôn để cho bạn hình dung thôi. Thì thực tế thì các bạn sẽ tạo riêng từng cái đoạn nhỏ, cho nên thì không phải phải chỉnh nhỏ cái số chia đoạn đây lúc nãy nữa, nhỏ lại. Mà với một cái đoạn nhỏ thì chúng ta chia mình nó là xo vẫn được nha các bạn. Do đây là lớn quá cho nên nó phải bắt mình giảm cái số đó lại. Rồi, còn rồi nhắc vào một cách tương đối, rồi bạn chọn vào tâm của nó. Đó, chúng ta sẽ có được một cái lò xo. Đó, như vậy. Đây, đường kính. Rồi bây giờ mình sẽ sửa lại như sau. Ví dụ ở đầu, đoạn đầu của cái lò xo á, nó sẽ có bao nhiêu vòng tích vào đây, và bạn chọn cái số vòng của nó. Rồi đoạn cuối của lò xo lại bao nhiêu vòng, rồi bạn tích vào đây, bạn chọn tích vào chỗ này, rồi đánh cái số vòng. Rồi cái bước của lò xo ở các cái đoạn khác nhau nó không có giống, bởi vì ở đoạn trên thì sẽ chịu lực cắt lớn, thì chúng ta sẽ tăng cái bước giảm cái bước lò xo lại. Không, ở khoảng khác á, thì nó là 200, thì ví dụ ở đây mình sẽ giảm được lại 100 đó. Trong cái đoạn ví dụ như là 4 m đi, có thể sửa lại bất cứ lúc nào sau khi đã vẽ xong. Rồi nhấn EC thoát lệnh, nó là sao của chúng ta vậy, thì bạn sẽ chỉnh lại cho nó đúng. Đó, như vậy các bạn là sao. Đó, như vậy. Rồi cái thép tiếp theo là cái thép thẳng. Cái thép này chúng ta phải tạo luôn bằng cái lệnh thông thường là lệnh ba xếp. Ở đây là những cái công cụ rất là cơ bản, chúng ta dùng những cái lệnh này có thể tạo được các cái cốt thép đây. Đó, ở đây bạn chọn vào những cái tên cốt thép hoặc là cái hình cốt thép, nhấp vào đây nè, mà vừa có hình vừa có tên, nó chọn cho nó phù hợp. Thép thẳng đây nè. Rồi bạn có hai cách, một là tạo cái hình thép ở đây rồi rải trên đây, hai là tạo hình thép trên đây và rải trên đây. Thì mình nó hay quen sử dụng là tạo hình thép ở đây, nhưng mà tạo hình thép ở đây sẽ là dấu thép chấm. Thì bạn nhìn kỹ, nó sẽ có một cái hộp thoại nhỏ như thế này, nhấp vào đây. Đó, thì các bạn sẽ tạo trước một cái chấm đây, nhớ chọn đường kính cho đúng, ví dụ đường kính là 25, nhấp vô tương đối thôi, rồi phải chuột, rồi thoát lệnh. Hả, cho là mình chia thêm nhiều lồng thép nên chúng ta sẽ chia các cái đoạn ví dụ như là có trường hợp nối phức tạp như là nối so le thì các bạn sẽ thực hành bằng cách tạo từng cái chấm thép này để nó nối từ trên xuống dưới, rồi sau đó copy theo rải theo cái vòng tròn xen kẽ thành hai đoạn nối khác nhau thì nó sẽ ra so le. Còn nếu không nối so le thì tạo một đại diện một thanh như này nối từ trên xuống dưới, sau đó copy rải theo vòng tròn. Đó, thì tùy theo cái cách thiết kế của thường nó sẽ là so le, chúng ta sẽ tạo hai phần
khác nhau, như mình sẽ copy ra hệ thành đây. Rồi cái chuyện tiếp theo á, thì trước khi làm chúng ta sẽ đây tạo một cái hình, là tạo một cái đường dẫn. Ở đây thì nó có rồi nhưng mà mình vẫn muốn tạo cho các bạn hiểu, đó chính là sẽ có một cái đường 3D. Giờ mình đặt vị trí pin đi. Rồi. Là nó đây. À, hay chưa? Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ vị trí này chúng ta sẽ rải thép và dùng công cụ là extrude bar along path để tạo các cái thanh. Ở đây thì chúng ta chú ý phần longitudinal. Rồi đoạn đầu chúng ta sẽ neo lên đài cọc một đoạn là bao nhiêu, như đây là một cái rưỡi. Đoạn cuối chúng ta không nối dài. Rồi giữa hai cái thanh thép liên tiếp nối là khoảng là bao nhiêu, ví dụ là 1,2 m. Rồi chiều dài của thanh đầu tiên là 11,7 m, và nhớ lúc nãy là option chúng ta sẽ chỉnh chiều dài tối đa là 11,7 m, thì cứ 11,7 m nó sẽ tự cắt và nối. Rồi chọn thanh thép, sau đó chọn đường dẫn là cái đường 3D mà chúng ta vừa tạo đó. Còn nếu không, ở trên 3D chúng ta vẫn có cái đường như này. Các cái đường khi mà online grid xuất qua nó đã tạo sẵn rồi, nhưng mà nó là các cái đường đứt khúc do chúng ta chia station đó, chia từng đoạn sẽ bị đứt. Có hai cách ví dụ quan trọng của đây là bây giờ tự động cái thép của chúng ta nó đã nối từ trên xuống dưới đến đây rồi. À như vậy rồi thoát lệnh, chúng ta có thể kiểm tra bằng cách dùng lệnh full schema. Nó đặt ba thanh 11,7 m từ trên xuống dưới và nó nối nhau, thì để kiểm tra có nối đúng hay không á, đây bạn chọn một thanh rồi bạn di chuyển qua một tí này, nó sẽ nối như này. Từ đây đây theo cái khoảng cách mà chúng ta đã quy định, lúc nãy mình nhập là 1,2 m, à 1,5 m. Rồi tiếp theo thì nó cũng vậy. Như vậy đây. Tương tự cho đến đến cuối cùng. À, thì bạn nhấp vào cái đường dẫn của nó. Nhưng mà các lần đứt khúc này thì bạn giữ shift và bạn nhấp vào thì nó cũng như nhau thôi. Mà lưu ý là cái chiều. Chiều thì theo mình nhớ là online grid xuất qua thì chiều từ dưới lên trên. Còn lúc nãy là chiều mình vẽ là từ trên xuống dưới, nó hơi khác. Cái cọc này thay vì dùng cái đường có sẵn thì mình nên vẽ lại cái đường, nó cũng nhanh. Nó cách như vậy. Rồi sau đó chúng ta copy các cái thanh này ra vòng tròn, chúng ta sẽ được cái cốt thép của mình. Đây như vậy. Đây mình sẽ giới thiệu về rải thép đó. Rồi dù chọn cốt thép này, rải vòng tròn này, ok rồi circle đi qua đây đi, ví dụ nha. Rồi thoát lệnh này, chọn middle này. Cái cách mình sẽ giới thiệu cái cách làm này, ok. Rồi ở đây chúng ta sẽ điền cái số thanh vô, ví dụ như là 10. Đó, rồi ok.
nó sẽ rải cho mình rồi tí. Rồi có nhiều cách, ví dụ cách đó là bạn rải ra theo cái đường này, còn không bạn sẽ copy dọc theo đường, theo có nhiều cách. Nó bị đứng ra. Đây nó là cái cọc, chúng ta cứ cứ thế mà thực hiện các cái thanh cốt thép. Tài cọc thì cũng tương tự, bạn dùng lệnh ba xếp rải vào cái mặt cắt đó, rồi mình sẽ tạo cái cốt thép bằng cách rải thép biến thiên. Lúc nãy là cái lệnh rải thép đặc biệt đó, thì thay vì chọn vòng tròn thì chúng ta sẽ rải thép theo cái lệnh thứ hai là rải biến thiên. À, chút nữa mình sẽ quay lại cái phần đó cho nó rõ hơn. Tiếp theo là đến với những cái thành phần phức tạp hơn, ví dụ như dầm cầu. Mình sẽ làm một cốt thép cho đốt cầu điển hình. Thì ở đây như hình này mình đã dựng rồi, thì chúng ta cũng tạo cái mặt cắt ngang cho cầu, rồi tạo các cái loại cốt thép ngang và cốt thép dọc qua cái mặt cắt đó. Rồi chúng ta sẽ sử dụng hai cái lệnh quan trọng đó là sweep và along path và extrude along path. Thì hai lệnh này sẽ sử dụng để tạo cốt thép ở những vị trí như là bình thường và những vị trí nối so le như này đều có thể dừng được. Đây một số cái chi tiết lỗ chui và nối so le trong cái dầm hộp. Đây tạo trên cái mặt cắt và chúng ta sẽ có cái cốt thép bên đây. Rồi sau đó nữa thì chúng ta sẽ dùng hai cái lệnh như mình vừa mới nói, extrude along path và sweep along path. Và hai cái điều này, hai cái lệnh này sẽ cần, thứ nhất là cốt thép đặt trong cái mặt cắt, và thứ hai là cái đường dẫn, tương tự như cách mà vẽ thép dọc của cái đài cọc đấy. Đó thì quan sử dụng để các bạn rải cốt thép. Rồi thì mình sẽ chia sẻ màn hình nha các bạn, một video sẵn luôn, nhìn này sẽ dễ hình dung, nó sẽ nhanh hơn. Đó, những cái cấu kiện phức tạp ví dụ như dầm cầu thì chúng ta sẽ bắt buộc là dùng những cái lệnh này, hai lệnh mà mình nói. Đây cái dầm cầu nó sẽ cong, nó uốn lượn theo cái đường cong thiết kế, thì phải có cái cách đặc biệt để đặt thép như sau. Ta sẽ tạo mặt cắt, đó, đặt cái cốt thép vô. Rồi hiện chỉnh thông số đoạn đầu, đoạn cuối nó dài bao nhiêu cũng được. Đó là dựng cái thanh thép mà cần thiết khác.
cho dùng cái lệnh whip along path, tức là quét thay đổi cái cốt thép theo cái mặt cắt, chỉnh khoảng rãi, rồi sau đó chọn thép và chọn đường dẫn, giữ shift và chọn. Rồi nó sẽ cong theo những cái đường đó, rồi nhấn escape và nó tự động nó tạo thép quét theo toàn bộ cái cấu kiện theo cái đoạn mà mình muốn. Và các bạn có thể tạo xong rồi chọn lại cái nhóm thép đó và vẫn có thể chỉnh lại khoảng rãi bình thường. Đây là một đoạn mà tạo thép dọc theo cáp để gia cường. Thì cũng tương tự như hai cái thanh thép lúc nãy thôi. Nó sẽ quét theo, rồi mình có quyền chọn phân vùng, những cái vùng có khoảng rãi khác nhau đều được. Cái này mình không chỉ những áp dụng được cho những dầm cầu phức tạp này, mà những cái cấu kiện đơn giản bên dân dụng thì như cột nó có các đoạn khác nhau, hay là dầm có các đoạn rãi khác nhau, mình dùng cách này cũng được luôn. Giống như là phù phép vô nó rất là nhanh, cho dù cái hình dạng nó phức tạp đến đâu. Là mình thích nhất là cái chức năng, hai cái chức năng này khi mà vẽ thép. Rồi tiếp theo đó là về dầm cầu, thì mình sẽ mở lên cái đốt cầu mà mình đã dựng trong online để các bạn quan sát. Vậy là mình đã dựng rồi, để không có tốn thời gian mình dừng lại. Rồi hay là lúc nãy rồi chúng ta qua cái dầm cầu, chọn tệp mặt cắt này, chọn thép, chọn bản vẽ liên quan, rồi T3. Dầm cầu rồi, còn chọn ngoài đó dầm cầu nữa. Đây. Đây.
Nó đại diện một cái phần trụ cầu này thôi. Thì những cái phần như là đường cong thì mình ẩn đi nè. Vâng. Như vậy là cái chúng ta chọn này luôn. Tắt đi. Bằng nối thép trực tiếp luôn. Bye bye. Này. Cốt thép. Đó, thì chúng ta sẽ tạo cái mặt cắt. Đặt cái cốt thép vô. Rồi sẽ quét theo cái đường như là cái video hướng dẫn lúc nãy, thì chúng ta sẽ có được cái cốt thép đây. Có lẽ là ta nên ấn này đi, đưa đây hơi nặng các bạn. Như vậy zoom to lên. Đó. Đó vậy. Đó, chúng ta thấy thép được nối so le với cái lệnh sweep pad với lại strut along pad này nè. Thì chúng ta sẽ nên là nhóm những cái thép nào mà có cùng cái bước rãi 150 cm, mình sẽ thực hiện một lần. Rồi những cái nhóm cốt thép khác mà cái bước rải khác á mình sẽ gom lại, bởi vì mình chung một nhóm thì nó sẽ có giống cái bước rải với nhau, chúng ta phải tách ra nó dễ hơn. Rồi đây là những cái thép nhau nó nằm ở yên như này. Đây những cái chi tiết xiên do bê tông nó vác xiên đó. Rồi ở trên vậy, đây thì chúng ta sẽ vào đi hiện. Dùng cái đường camera bát này. Đây, nếu mà dùng đường camera sẽ xem dễ hơn.
Đây, bạn dùng. Cái Metapad này, thứ ba này. Đó, mình đã bị sẵn rồi. Xem trong vòng 45 giây. Hình là 30. Hình 1 giây. Rồi xem kết quả như thế nào. Đây. Đó, cục thép của cọc khoan nhồi nó từng cái đoạn như vậy. Từng cái lòng, những cái vị trí nối. Đây là mặt dưới của đài, nó sẽ chờ lên. Rồi đây là cái thép của cọc, thép của đài cọc. Cạnh vaccine mình sẽ rải biến thiên mình tạo được. Rồi cái trụ cầu. Rồi đây là cái chi tiết nè, đổ chui nè. Nói so le. Đó là về cái thép cầu. Nó như vậy. Tiếp tục là một còn một phần nữa. Đó chính là cốt thép cho mố điện hình. Thì cái mố cầu này cũng chẳng qua là cốt thép như là kết hợp giữa dầm cầu với lại trụ cầu mà thôi. Phần dưới là cái phần mà giống như trụ cầu, cọc khoan nhồi rồi đài cọc. Còn phần trên là cái phần dầm cầu quét qua. Thì chúng ta cũng dựng kết hợp hai cách dựng. Cách dựng móng cọc và lại cái cách dựng đài cọc á, thì chúng ta biết rồi. Thì rồi cái cách dựng cho cái phần trên của mố để đỡ cầu á, thì chúng ta cũng dựng theo cái cách sweep path và extrude path along path đấy. Nãy thì chúng ta sẽ có được cốt thép của mố. Chúng ta sẽ dựng theo các cái chi tiết như sau, nhưng mà cắt của cái dầm đỡ cầu mố nên bên hình bên trái là mặt cắt ngang như vậy. Rồi cái mặt cắt dọc của cái hai cái tường bên của mố cầu thì các bạn thấy đó, nó như vậy. Rồi mặt cắt ngang của cái tường đó, nó như vậy. Thì chúng ta sẽ tạo mặt cắt ngang, đặt thép vào đó, rồi sau đó sử dụng lệnh extrude along path thôi, kết hợp một số công cụ vẽ thép cơ bản có sẵn nữa, ví dụ như là span reinforcement, tức là rải thép theo vùng area reinforcement, và kết hợp với sweep path với extrude along path như là mình đã nói lúc nãy. Như trên hình là cái công cụ reinforcement, area reinforcement. Thì chúng ta sẽ có được cốt thép như này, như vậy đây. Rồi cái phần bên dưới là chúng ta sẽ tạo cốt thép nhanh bằng cách sử dụng cái công cụ Python Path với Smart Path có sẵn. Chúng ta dựng tự dựng cũng được, nhưng mà mình muốn giới thiệu về công cụ này đặc biệt này, nó sẽ sử dụng thép nhanh hơn. Đây, chúng ta sẽ quan sát. Đây, lúc nãy là cái trụ cầu nha. Rồi bây giờ đến mố cầu. Cầu thì cũng linh vào và mố cầu. Đây. Mố MB. Tường biên MB. Dầm MB. Cho bút mình các bạn. Đây.
Này là phần nào? Ăn đi. Đó, cho chúng ta có như vậy đây. Là bê tông có sẵn. Này, vậy. À, để dễ quan sát hơn thì chúng ta ấn cái đối tượng này đi. À, mình đã dựng rồi. Đây mình quan sát. Nếu không tính phần cốt thép của đài cọc thì chúng ta có cốt thép như sau. Đó. Cốt thép của mố thì chúng ta sẽ có phần tường bên như này. Đó, mình đặt một cái mặt cắt tương tự như cái thiết kế lúc nãy thôi. Rồi đặt cái thép cần thiết vô, rồi sau đó quét theo cái đường biên này. Rồi, thép dọc cũng vậy. Ở đoạn này là thép biến thiên. Cái đoạn này á, thì sẽ kết hợp với cái công cụ này. Area reinforcement. Đây. Đó, chúng ta đặt được vô cái mặt cắt này. Đây. Đây mặt này. Sử dụng cái công cụ này để đặt theo cái đường biên bất kỳ, nó có thể tạo được cốt thép cho những cái đường biên đó, cho thép ngang và thép dọc. Thì với cái cách đó thì chúng ta sẽ tạo được những cái thép bổ sung cho những cái đoạn thép mà cái lệnh strut, hai cái lệnh này nó chưa có thực hiện được. Đó. Kết hợp hai cái đó thì chúng ta sẽ tạo được. Còn cái dầm ở giữa là cái phần này, đó, cái phần này. Đây. Đó, thép cho cái dầm ngang này nè. Thì chúng ta cũng tạo trên mặt ngang này mà cắt ngang rồi quét theo cái đường của nó là sẽ tạo được cốt thép. Và lưu ý ở đây mình đã tạo rồi này thì chúng ta chỉ cần chọn vào một cái thép thôi. Rồi, qua property chọn extrude ba long bát, nó sẽ quét lại cái nhóm cốt thép chung với nó. À, như vậy đây. À. Thì thép dầm ngang của chúng ta thì từ đoạn này đến đoạn này thôi, cho nên những cái đai, những cái thép ngang á, nó sẽ dừng lại ở cái biên nè. Nó sẽ dừng lại trước khi gặp gặp cái tường. Còn cái thép dọc thì mình cứ đâm thẳng. Mình sẽ chỉnh được những cái vị trí ở đây. Mình chọn này. À, tức là cái con recover là so với từ đầu đến cuối này thì nó sụt vào là bằng cái chiều dày của tường là 500. Đó, rồi khoảng rãi là bao nhiêu cho thép ngang. Rồi cái thép dọc thì cách cái đầu này bao nhiêu. Đó. Này chúng ta sẽ chọn ở đây. Và bất cứ lúc nào bạn muốn sửa lại, bạn chọn vào một thanh và chọn cái tên nhóm cái công cụ và toàn bộ cái nhóm thép chung với nó sẽ hiện lên để chúng ta lựa chọn. Ở đây bạn chọn đây cũng vậy nè. Đó là toàn bộ cái thép, chỉ cần sử dụng cái lệnh đó là nó quét quét hết rồi. Giờ sửa lại rất là gọn, không cần phải lo lắng về cái việc cái cấu kiện nó phức tạp như nào. Đó là tường nè, đó là cái dầm ngang nha. Tường thì sử dụng kết hợp với cái công cụ này đây. Thì cái công cụ này là cái công cụ mình đã nói trong cái những cái video trước rồi. Công cụ dĩa thép theo đây, theo cái vùng này là có cái biên của nó này. Nào mà chọn vô phải chuột modify placement
Đó. Chúng ta hoàn toàn có thể sửa bất cứ lúc nào. Rất là mạnh công cụ đó. Này khoảng rãi nè, chiều dài của thanh thép nè, vân vân. Rồi cái đoạn đầu móc vào, mình chọn đầu thẳng cũng được. Đó là về cái mố, kết quả của chúng ta sẽ có được đó là ở cái phần tên ren như vậy. Đó, đó cái phần này. Chưa tính đến cái đoạn cốt thép của đài thì nó như vậy. Rồi, cốt thép đài thì nó có một cái cách nhanh nhanh hơn. Đó là vận dụng những Python Path có sẵn trong cái dự án. Ví dụ cái này thì chúng ta có thể copy từ thư mục của online, cài đặt trong cái máy nào nó cũng có. Đó, thì chúng ta sẽ copy được những cái loại thanh thép này, thanh thép đặc biệt mình có thể đặt nhanh hơn đó, như cái khối như vậy đây. Thì chúng ta vào một cái tập khác cho nó gọn hơn, lưu cái trạng thái này lại. Những lần sau thì chúng ta sẽ load nhanh hơn. Vô bạn chọn vào bảng số 10, double. Ở à đây. Double nè. Đó, rồi chúng ta có thể tạo cái cốt thép mà chúng ta mong muốn. Cover. Vâng. Đó, thoát lệnh. Đây. Vậy. Của nó giờ xóa đi cái đối tượng đó, thì nó có được những cái này. Rồi chúng ta chỉ cần bổ sung thêm một số thanh thép, còn bằng không thì chúng ta có một cách nữa. Mình sẽ giới thiệu với các bạn là sử dụng Smart Path kéo vô. Đây, đó. Chúng ta cũng tương tự như Python Path, nó là một cái dạng ngôn ngữ của online, nó đã tạo ra cái đối tượng này. Chọn vô. Nó hỏi là chung một vị trí. Đây. Đó, bạn đặt vô thì sẽ khai báo được ví dụ như chiều dài, kích thước của móng, ngang, dọc, cao. Rồi bê tông bảo vệ, cường độ bê tông. Rồi rebar thì có thép lớp dưới. Thép lớp dưới thì theo phương X và phương Y hai phương. Đây. Cái G lúc nãy là mình chọn khai báo cái comment thay vì thể hiện đường kính đó. Như vậy. G28, G20 là đường kính thôi. Khoảng cách, khoảng rãi. Đấy, chúng ta thay đổi được. Mình là phi 20, không được là phi 16. Đó. 20. Rồi. Thép lớp trên thì nó hỏi là cùng một giống cùng hoặc khác với thép lớp dưới. Nó như vậy. Rồi cái thép mà dọc theo cái biên pin, cái thép pin giống như này này. Đó, cái thép chữ U. Thì nói lại theo phương X và phương Y
thì nó sẽ có đường kính và cái chiều cao mình thiết lập cho nó phù hợp. Rồi repair size tức là những cái thép giá khi mà chiều cao của cái đài nó rất lớn. Rồi cái thép chữ L cho mặt bằng ở những cái vị trí này đây. Nếu cần. Rồi phần này là thép gia cường nếu cần thêm vô. Rồi sau đó close lại. Đó. Nó vào đây. Rồi, bây giờ nó là một cái đối tượng smart path. Các bạn cũng khó xử lý nếu mà bạn cần chỉ lần lấy thép thôi. Thì các bạn có thể dùng cái chức năng để bỏ cái link SmartPath đi, nó không hiểu là đối tượng đặc biệt, nó chỉ tách biệt ra mô hình với lại cốt thép để mình lấy cốt thép cho nó nhanh. Đó, chọn vào, cho dù đối tượng Smart Symbol, Python Path hay Smart Path thì mình dùng cách này đều được. Rồi phải chuột hoặc là apply. Đó, bây giờ tách ra đây là đối tượng 3D offset nè, bạn delete đi. Đó, chúng ta có một cái khối cốt thép. Đó. Rồi bạn vẽ thêm một số cái chân chó thôi. Vậy. Đó rồi. Copy cốt thép này. Đấy. Copy cốt thép này. Nó báo là cùng cái view, nó không cho. Bạn phải tắt đi, bạn chỉ mở cái phần foundation này lên thôi. Như vậy. Đó rồi đặt cái cục thép này vô đây. Đó là ta xoay cho nó đúng vị trí như mình đã thực hiện rồi. Đúng vị trí là như thế này. Chọn xoay theo thôi. Đó là đặt vô đúng cái thép của chúng ta mong muốn. Thấy chưa? Rất là gọn. Đó, và đây là cái phần cốt thép cho mố với lại đài của mố mố cầu là chúng ta có rất là nhanh. Rồi cái phần cọc thì nó tương tự như phần trước mình không đề cập nữa. Rồi đó là toàn bộ những cấu kiện cho cầu và cái cách mà tạo cốt thép cũng như là cái kết quả chúng ta có được cho từng cái thành phần. Và như vậy thì buổi webinar hôm nay thì chúng ta cơ bản là những phần như vậy.